Thưa quý vị, thực hiện kết luận số 70 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng đã và đang đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, hướng đến mục tiêu phát triển theo hướng bền vững. Hơn 40 năm thành lập, Hợp tác xã Mây Tre Đan An Khê Đà Nẵng chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre, trở thành ngôi nhà chung của xã viên, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân từ 6 cho đến 6,5 triệu đồng một người mỗi tháng. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít hết đó. Thời gian nhiều thì tiền nhiều. Nói chung ở đây cũng có việc làm đều. Thu nhập cũng cỡ 6-7 triệu nếu mà mình làm đúng thời gian á. Là cỡ nớ, nhưng mà làm nhiều hơn thì tiền nhiều hơn. Cũng được 8 triệu, 7 triệu đó, làm thêm giờ. Có chế độ đầy đủ, không bảo hiểm, không thiếu chi á. Tên nọn đồ chứ xã hậu chứ không có thiếu gì hết. Hơn 40.000 sản phẩm như các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, bàn ghế, giường tủ, túi sách xuất khẩu sang các nước Ba Lan, Hàn Quốc, Hungary, Iran, Nhật Bản, Hoa Kỳ, doanh thu hàng năm đạt từ 20 cho đến 22 tỷ đồng. Hợp tác xã được hỗ trợ về vốn và nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất. Cũng có được rất nhiều cái sự quan tâm của chính quyền từ trung ương tới địa phương. Thì từ trung ương thì Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã hỗ trợ cho hợp tác xã về xe xúc lật để nâng may rất là hiệu quả. Hiện tại thì Liên minh Hợp tác xã cũng hỗ trợ về vốn quỹ phát triển của hợp tác xã của thành phố thì cũng rất là hiệu quả và kịp thời. Ngoài ra thì Liên minh Hợp tác xã cũng hỗ trợ các vấn đề chương trình tư vấn bồi dưỡng cán bộ, rồi tư vấn về hợp tác xã mỗi cái. Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng cho biết hiện nay trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng có 123 hợp tác xã, liên hợp tác xã và 274 tổ hợp tác đang hoạt động, thu hút hơn 10.000 thành viên, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động, doanh thu bình quân hàng năm đạt hơn 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, không phải hợp tác xã nào cũng làm ăn hiệu quả như Hợp tác xã Mây Tre An Khê. Vì vậy, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Một cái giải pháp mà phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã có hiệu quả thì chúng tôi sắp tới sẽ quan tâm chú trọng cái chất lượng hoạt động của hợp tác xã. Mà để mô hình hợp tác xã mà hoạt động có chất lượng hiệu quả đúng với bản chất của tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã kiểu mới thì hợp tác xã là phải lấy cái vai trò thành viên làm chủ thể, họ thực sự là người làm chủ của tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã và cái lợi ích nó phải xuất phát từ cái lợi ích của thành viên. Và có như thế thì mới thu hút được cái ngày càng nhiều thành viên tham gia hợp tác xã. Theo Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, hiện nay khó khăn chủ yếu của các hợp tác xã là mặt bằng và vốn sản xuất kinh doanh, tìm đầu ra sản phẩm. Chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự coi trọng vai trò của kinh tế tập thể nên chưa có nhiều sự tiếp sức hỗ trợ. Vì vậy, rất cần sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các ngành các cấp nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đi vào thực tiễn.